Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực mê cung đá của xã Khâu Vai, nằm trên trục đường Mèo Vạc Khâu Vai, cách thị trấn Mèo Vạc 20 km. Đến với mê cung đá, du khách có thể cảm nhận và ngắm nhìn những cái giấy đá miên man chất ngất. Đặc biệt là khi càng tiến sâu vào bên trong thì du khách có thể cảm nhận được như mình đang lạc vào một cái mê cung huyền thoại gắn liền với chuyện tình chàng ba nàng út. Đặc biệt hơn nữa là hiện tại khu vực mê cung đá thì hoa tam giác mạch đang rất là nở rộ và rất là đẹp. Thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban huyện về việc triển khai trồng hoa tam giác mạch nhằm phục vụ cho lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ tư của tỉnh Hà Giang, thì xã cũng đã triển khai trồng tam giác mạch tại khu vực mê cung đá với diện tích là 6 ha. Thì xã cũng đã phân công chỉ đạo nhân dân cũng như là phân công các ngành của xã về tổ chức triển khai thực hiện trồng. Thì đến nay thì qua kết quả thì đến nay thì hoa tam giác mạch ở tại khu vực mê cung đá rất là đẹp và cũng đã thu hút được du khách đến để trải nghiệm hoa tại khu vực mê cung đá xã Khâu Vai. Thì bên cạnh đó thì
nhằm quảng bá cũng như là chuẩn bị cho lễ hội chợ tình kỷ niệm 100 năm năm 2019, thì xã cũng sẽ tiếp tục triển khai trồng hoa tại khu vực Mê Cung Đá nhằm thu hút du khách đến với lại Mê Cung Đá cũng như là đến với lại dịp kỷ niệm 100 năm lễ hội chợ tình Khâu Vai năm 2019. Mình đến đây chơi mình thấy rất là đẹp, được một sự giới thiệu của một người bạn dẫn theo mình lên đây chơi. Mình lên đây chơi lần này là lần đầu tiên thôi nhưng mà cảm thấy là rất là đẹp. Phong cảnh ở đây rất đẹp và hoa tam giác mạch cũng rất là đẹp.